bộ phim Hồng Thi Quang với sự tham gia của các diễn viên Trân Tử Đan, Đặng Hào Quang, Trân Chí Cường, Thái Hiểu My, Trương Giao Huy, Tư Mã Hoa Long, Trần Tĩnh Doãn cùng một số diễn viên khác. Cha, cha, sức khỏe của cha sao rồi? Chỉ là bệnh cũ thôi. Cha, tạm thời Hài Nhi không thể chăm sóc cho cha được. Hài Nhi phải đi thỉnh kinh. Ồ. Lần này đi thỉnh kinh, cuộc chiến giữa Hài Nhi và Bạch Mi, thắng thua khó lường. Theo con thấy, cha con ta từ biệt ở đây, e là sẽ khó gặp lại nhau. Cha con ta chia cắt 40 mấy năm cũng có thể trùng phục. Muốn gặp lại thì nhất định có thể gặp. Cha, Hài Nhi thật sự quá nhu nhược. Không đâu, con vì người Hán mà khôi phục giang sơn Hán thất. Có người con như vậy thật vinh hạnh vô cùng. Đây là việc mà Hài Nhi nên làm. A-di-đà-phật. Sau khi ta xuất gia, cứ tưởng bản thân có thể trở thành người ngoài cuộc. Thật không ngờ, ta vẫn không thể từ bỏ những chuyện thế tục. Thân tình dân tộc không ai có thể từ bỏ được. A-di-đà-phật. À phải rồi cha, ngày mai con sẽ phái người hộ tống cho về Thiếu Lâm Tự. Ở đó cha sẽ được an toàn hơn. Được, con cũng phải cẩn thận đó. Cha phải tự mình bảo trọng. Cha ở Thiếu Lâm Tự đợi tin tốt của con nha. Đại nghiệp Phản Thanh chắc chắn thành công. Cha hãy ở trên Thiếu Lâm Tự cùng với những nghĩa sĩ Phản Thanh khác nhẫn nại chờ đợi. Một lý bố tham kiến thập tứ a ca. Bình thân. Tạ ơn thập tứ a ca. Thập tứ a ca, long bào đã mai xong, mời người xem qua. Vậy à, tốt. Càn Long đã đợi bên ngoài bao lâu rồi? Bấm hoàng thượng, Càn Long đã chờ bên ngoài 3 canh giờ rồi. Hắn không tỏ thái độ à? Trên dưới thánh kinh đều đã bị hoàng thượng khống chế, hắn không có tâm phúc ở đây. Hoàng thượng cứ yên tâm. Hơn nữa, binh mã mà Càn Long dẫn tới cũng đã bị thần chặn lại ở ngoài thánh kinh 50 dặm. Hắn làm gì được nữa sao? Vậy bên cạnh hắn còn những ai? Bấm hoàng thượng, chỉ còn một mình Cao Tiến Trung. Ồ. Vậy còn đám gọi là nghĩa sĩ đâu? Đều không thấy tâm hơi đâu hết. Có thể Càn Long thấy đại sự đã định nên đã đuổi bọn chúng đi hết rồi. Không sao đâu, chúng chỉ là đám vô dụng thôi. Hoàng thượng võ công cái thế, bọn chúng không phải là đối thủ của người. Về phía kỳ chủ Bác Kỳ sao rồi? Tin tức ngựa nhanh mang tới, giờ tỷ ngày mai chắc sẽ tới nơi. Vào ngày tế thiên, hoàng thượng có thể chính thức đăng ngôi. Làm rất tốt, quả thật làm rất tốt. Phụng Tam vô hòa. Khởi bẩm hoàng thượng, nô tài của Tú Thích Cung nói là nếu không được một đại nhân phê chuẩn, hoàng thượng tạm thời không thể tới thỉnh an hoàng thái hậu được. Bình thân. Dạ. Hoàng thượng, mục đi bố hắn. Trẫm tự biết sắp xếp. Một đại nhân tới. Mục Ly Bố tới thăm hoàng thượng. Hoàng thượng nào giờ vẫn khỏe chứ? Nô tài to gan, nhìn thấy hoàng thượng còn không máu quy. Ê, hoàng thượng, bây giờ tôi là nô tài của thập tứ a ca. Hơn nữa,
Nơi này là Thánh Kinh, không phải Bắc Kinh. Thần tin rằng Hoàng thượng biết là mình đang ở đâu. Thẩm có thể vào thỉnh an Hoàng Thái Hậu hay không? Hoàng Thái Hậu đang đợi Hoàng thượng ở bên trong. Ê, phụng khẩu dụ của thập tứ A Ca, chỉ có Hoàng thượng mới được vào thẩm cung. Cũng tức là, nô tài của người phải ở lại đây rồi. Ngươi! Ngươi cứ ở lại đây đợi trẫm đi. Dạ. Hoàng thượng, mời. Di thần Mục Ly Bố bẩm báo Hoàng Thái Hậu, Hoàng thượng cầu kiến. Truyền. Dạ, Hoàng thượng, mời. Hài Nhi tham kiến Hoàng Ngạc Nương. Đứng lên đi. Tạ ơn Hoàng Ngạc Nương. Chuyện thập tứ A Ca xuất hiện ở Thánh Kinh này, ta nghĩ Hoàng thượng cũng đã nghe qua rồi chứ? Hoàng lịch đã biết rõ chuyện này. Chuyện của lúc trước Hoàng thượng đã biết hết rồi sao? Dạ, Hoàng Ngạc Nương, Hoàng lịch cũng đã từng gặp lại cha ruột của mình rồi. Nếu như người đã biết hết rồi, sao còn gọi là Hoàng Ngạch Nương? Một ngày làm mẹ, cả đời là mẹ. Tốt. Tốt lắm. Nhưng đáng tiếc, chứng cứ đang ở trong tay thập tứ A Ca. Hai mẹ con chúng ta không thể nào chống đối lại hắn. Hắn nhất định bắt con phải nhường ngôi. Hoàng lịch hiểu rất rõ. Kỳ chủ Bác Kỳ ngày mai sẽ tới Thánh Kinh. Nếu như con không nhường ngôi, họ sẽ công bố chân tướng ra ngoài. Tính mạng của chúng ta khó mà giữ. Việc này đã khiến cho Hoàng Ngạc Nương lo lắng à. Đại cục đã định, ta thì tuổi tác đã cao, không còn sức lực đối kháng với hắn. Nhưng đáng tiếc Hoàng thượng người. Hoàng lịch đa tạ Hoàng Ngạc Nương nhắc nhở. Con đã làm hoàng đế nhiều năm vậy rồi, đã hưởng hết vinh hoa phú quý, bản thân đã rất hài lòng. Hoàng thượng, người cam tâm sao? Giống như Hoàng Ngạc Nương đã nói, thiên hạ đại cục đã định, hiện tại chỉ biết nghe theo ý trời. Hơn nữa Hoàng lịch chỉ mong Hoàng Ngạc Nương có thể sống thọ hơn nữa, để báo đáp ơn dưỡng dục của Hoàng Ngạc Nương người. Chuyện trộm lòng tráo phụng khi xưa, con không trách ta chia rẽ cốt nhục hay sao? Đây là may mắn lớn nhất Hoàng Ngạc Nương ban cho Hoàng lịch. Đáng tiếc, mọi chuyện của hôm nay đều nằm trong tay thập tứ A Ca. Để tránh thị phi nhiều hơn, xin linh đầu tháng, Hoàng lịch định hôm nay thiết yến để thập tứ hoàng thúc. Nói với ông ấy chuyện đồng ý nhường ngôi vị, lúc đó đại cục thiên hạ sẽ không còn rối loạn nữa. Ta sẽ đem tin tức này nói với thập tứ A Ca ngay. Đa tạ Hoàng Ngạc Nương. Cao Tiến Trung, ngươi sốt ruột lắm sao? Ngươi cũng nên biết là thời thế bây giờ đã thay đổi rồi. Hoàng thượng của ngươi chỉ là một con hổ giấy thôi. Còn ta dựa vào con mãnh hổ thập tứ A Ca để ở đây tác quái,
Vậy thì ngươi làm gì được ta chứ? Một Lý Bố, ông muốn sao đây? Ta cố tình tới nói cho ngươi biết, ngươi chỉ là một kẻ thế thân thôi. Ngươi dám cả gan phản bội ta, đại cục đã định, ta nhất quyết ép ngươi vào con đường chết. Không phải, ta phải từ từ hành hạ ngươi cho tới chết. Chỉ trách ngươi giả tâm quá lớn, nhưng nhìn ngươi thì quá tệ, sai khi đặt cược hết vào người của Càn Long. Đây gọi là sai một ly thì phải đi một dặm đó. Bây giờ vẫn chưa biết được người đang cược sai có thể là ông. Vậy sao? Hoàng thượng giá đáo. Ngươi không ngờ ta là thập tứ hoàng thúc chứ gì. Đúng thật là không ngờ. Nhìn tới nhìn lui, nhìn sao ngươi cũng không giống hoàng đế, nên ngươi phải nhường ngôi cho ta. Trẫm nhất định giữ lời hứa. Thiên hạ chỉ có một vị vua, trẫm chính là vua, ta chính là trẫm. Hoàng lịch đáng chết, nói năng lung tung. Trẫm đã đợi 40 năm, thiên hạ rốt cuộc cũng thuộc về trẫm. Trẫm văn tài võ công, thiên hạ đệ nhất. Ngươi và Ung Chính, các ngươi đều không thể so với trẫm. Đúng vậy, hoàn toàn không thể so. Đương nhiên không thể so với trẫm. Năm xưa Ung Chính dở thủ đoạn chiếm đoạt ngôi vị của trẫm, hôm nay cuối cùng trẫm có thể rửa được mối thù lớn này rồi. Người đâu, dân rủ. Hoàng đã, nếu như ngươi là con trai ruột của Ung Chính, cha làm con trả, qua đây dâng rượu cho trẫm. Dạ. Trẫm muốn ngươi đích thân hầu hạ trẫm. Nó cũng đã đồng ý nhường ngôi, cần gì. Im miệng. Trẫm muốn tên hán cẩu này hầu hạ trẫm. Rót. Hoàng lịch, tuân chỉ. Lùi xuống. Dạ. Càn Long rót rượu cho ta. Hoàng thượng bị ta làm nhục như vậy mà ngươi cũng không nhìn. Thế gian làm gì có loại thái giám như vậy chứ. Phương Thế Ngọc. Có một chung đồ độc thì có thể làm gì được ta. Tình hán cổ nhà ngươi, ta biết ngươi sẽ không nỡ bỏ dương vị này đâu.
Người làm vậy cũng tốn công vô ích thôi, còn kéo theo đám vô dụng này chết chung. Phương Thế Ngọc, đáng tiếc nhất chính là ngươi. Nếu ngươi đi theo trẫm, trẫm có thể cho ngươi làm chức vị đại tướng. Bây giờ quá muộn rồi. Tôi không theo ông. Cái đám loạn đảng các ngươi, giết chết hết cho ta. Tấn công quyền diện. Quyết cực tuyên. Nó tự di chuyển. Quyết cực tuyên của ta, các người tiểu không ra đâu. Võ công của trẫm là thiên hạ đệ nhất. Hồng Hiên Quang. Hiên Quang, đại sư huynh. Thế Ngục. Hồng Hiên Quang, cha ngươi cũng chết trong tay ta, huống hồ là ngươi. Tôi cũng đang muốn thỉnh giáo đạo trưởng đây. Hắn là thập tứ hoàng tử, hắn muốn làm hoàng đế, ngăn cản người Hán đoạt lại giang sơn của chúng ta. Lật đổ được thanh triều hay không, mấu chốt đều là do hắn đó. Xem ra ông không chết không được rồi. Trẫm là vô địch, đánh không chết đâu. Ngươi dùng quyền pháp gì vậy? Ta vẫn chưa đặt tên. Kim trùng trảo của trẫm có thể đỡ tất cả mọi quyền pháp. Đại sư huynh, tử quyền của hắn là quyền cực tuyền, nhưng quyền gì của hắn biết di chuyển. Huynh hãy cẩn thận. Ông không xứng làm hoàng đế. Không ai có thể ngăn cản ta làm hoàng đế. Ta chính là trẫm. Trẫm chính là ta. Thập tứ A Ca sao rồi? Hắn ta đã chết rồi. Lúc nãy những tên giúp hoàng thượng, hình như bọn chúng là phản tặc. Cho hỏi hoàng thượng đã hứa gì với bọn chúng? Bà không nên hỏi nhiều, cũng không cần nói nhiều. Cứ việc làm hoàng thái hậu của bà cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra hết.
Hoàng thượng, bà phải giúp trẫm diễn một vở kịch hay. Sau ngày tế thiên, tiễn kỳ chủ Bác Kỳ đi, khiến bọn họ không biết gì hết. Bà đã hiểu chưa? Ta hiểu rồi. Hài nhi không làm phiền Hoàng Ngạc Nương nghỉ ngơi. Đã quá rõ ràng rồi. Chỗ dựa của ông bây giờ đã chết rồi. Chết rồi, chết rồi. Một Lý Bố, là ai đặt cược sai? Là ai không có mắt nhìn? Đặt cược sai? Là tôi sai rồi. Tôi sai. Tôi sai. Đừng giết tôi. Là tôi đã cược sai. Đừng giết tôi. Ân huệ mà ông dành cho tôi, cả đời này tôi sẽ không thể nào quên. Cho nên bây giờ tôi phải trả lại cho ông. Không cần, không cần. Tôi sẽ bù đắp mà. Đừng giết tôi. Bắt tôi làm trâu làm ngựa gì cũng được. Tôi không phải người. Tôi là trâu bò. Tôi không bằng con heo nữa. Đừng giết tôi. Tôi không phải là người. Tôi sẽ không giết ông đâu. Tôi sẽ không giết ông dễ dàng như vậy đâu. Đừng giết tôi. Đừng giết tôi. Yên tâm đi. Long dạy tôi mà. Tôi sẽ không bao giờ giết ông. Sao tôi lại có thể giết ông được chứ? Ông yên tâm đi. Tôi sẽ không giết ông dễ dàng như vậy đâu. Đều là ông dạy cho tôi mà. Lần này tứ đại võ tăng đều chết vì người Hán, chết không hối tiếc. Chúng ta hãy biến đau thương thành sức mạnh, tiếp tục hoàn thành đại nghiệp phản Thanh. Đúng vậy, bây giờ chúng ta đại công cáo thành rồi, chúng ta nên vì người Hán thiên hạ cảm thấy vui mừng. Đại sư huynh, sao huynh lại trở về được vậy? Hôm đó huynh rời khỏi mọi người, cứ tưởng là bản thân chắc chắn sẽ chết. Huynh nhảy xuống vực sâu, sau đó thì ngất xỉu đi. Khi huynh tỉnh lại thì phát hiện huynh đang ngâm mình trong nước. Có một nhóm người ăn mặc kỳ lạ xuất hiện trước mặt huynh. Họ dùng rất nhiều loại kịch độc, lấy độc trị độc. Họ giúp huynh ém hết chất độc trong người huynh ra. Đại sư huynh, công lực của huynh sao có thể tiến bộ nhanh vậy? Trong lúc huynh đang trị thương, huynh phát hiện võ công của cha huynh có thể hợp lại với võ công của Thiếu Long Tự. Khi còn đối diện với kẻ thù, vì con phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm trên vai, cho nên con sợ thua. Nguyên nhân chính là con không tin vào bản thân mình, tinh thần không tập trung, như vậy con sẽ mãi mãi không đánh lại đối phương. Hảo công phu. Đại sư huynh, huynh thật lợi hại. Nhưng mà bộ quyền này của huynh vẫn chưa có tên. Bộ quyền này mạnh mẽ như vậy, gọi là hổ quyền đi. Hi quan họ Hồng, gọi là hồng quyền đi. Đúng vậy, gọi là hồng quyền đi. Hay lắm. Phải rồi Hi quan, sao lần này cô lại tới Thánh Kinh vậy? Là Vinh Xuân nói con biết chuyện của mọi người và Càn Long. Con đồng ý cách nghĩ của cổ, không nên tin tưởng Càn Long. Nghi ngờ có bẫy. Mọi người vì hắn vào sinh ra tử, hiện dương diệt của hắn kiên cố, có thể hắn sẽ quay lại đối phó chúng ta đó. Đúng vậy, cũng có thể bây giờ hắn đang nghĩ cách làm sao giết chúng ta. Ê, Phương phu nhân, hoàng thượng sẽ không làm như vậy đâu. Sư phụ, con biết mọi người rất nhiệt tình với sự nghiệp phản Thanh, nhưng lòng đề phòng không thể không có. Huống hồ thân là vua của một nước, có thủ đoạn cũng là đương nhiên. Hoàng thượng ra đâu? Tham kiến hoàng thượng. Các vị nghị sĩ không cần đa lễ. Người đâu, dẫn một Lý Bố. Ta không phải người. Người không phải người.
Ngươi không phải người. Ngươi không phải người. A Di Đà Phật. Ngươi không phải người. Không được chú lấy. Đừng giết ta. Đừng, đừng. Hiền tác nghiệp, hữu khả thứ, tự tác nghiệp, bất khả hoạt. Các vị, Mục Lý Bố đã giết chết rất nhiều người Hán. Trẫm cố tình dẫn hắn tới đây. Mọi người muốn xử lý hắn thế nào? Hoàng thượng, Mục Lý Bố đã nhận được quả báo rồi. Cứ để cho hắn sống tiếp như vậy đi. Người đâu? Dạ. Dẫn Mục Lý Bố nhốt vào thiên lao. Dạ. Các vị, lần này có thể giết chết Bạch Mi đều nhờ các vị đã ra tay tương cứu. Trẫm không tới đây để đa tạ các vị đã bảo vệ giang sơn này giùm trẫm, mà là chỉ khi làm như vậy, đại nghiệp phản thanh mới có hy vọng. Trẫm biết trong số các vị đây có người tuyệt đối sẽ không tin tưởng trẫm, nhưng tất cả những chuyện sau này mà trẫm làm nhất định sẽ khiến các vị tin tưởng vào trẫm là một hoàng đế tốt. Hoàng thượng nói đúng, chúng ta không thể cứ nghi ngờ lẫn nhau, chúng ta nên đoàn kết lại. Vậy thì phải coi biểu hiện của hoàng thượng. Được, trẫm sẽ đợi chỉ giáo của cậu. Hoàng thượng, vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao? Đại địch đã trừ, mọi chuyện trong triều cứ để trẫm đi xử lý là được. Trẫm hy vọng các vị về Thiếu Lâm tự trước, chờ đợi tin khởi nghĩa của trẫm. Hoàng thượng, chúng ta phải chờ bao lâu nữa? Trẫm thấy cũng không có lâu đâu. Ngày mai kỳ chủ Bắc Kỳ bọn họ sẽ tới đây cử hành đại điện tế thiên. Tới lúc đó trẫm sẽ tiêu diệt hết tất cả bọn chúng, chém đứt các nhánh của người Mãn Châu. Kể đó trẫm và các vị đây ngoài ứng nội hợp, nhất định sẽ đoạt lại được Sơn Hà. Hoàng thượng, xem ra cơ hội lần này thành công rất lớn. Người Mãn Châu chắc chắn không nghĩ hoàng đế lại là nổi gián. Vui quá đi, vui quá đi. Đúng như vậy. Để chúc kế hoạch này của chúng ta thành công, trẫm xin kính các vị ở đây một chung. Người đâu? Dạ. Đem rượu tới. Hai vị đại sư là người xuất gia, trẫm đã chuẩn bị cho hai vị đây rượu ngon. Trẫm uống trước kính sau. Mời. Mời. Cao Tiến Trung, chó hoang không cản đường, người tới đây muốn làm gì? Đúng vậy, tránh ra đi, chó ngoan. Hi Quang, nếu bây giờ chúng ta đều đã làm việc cho hoàng thượng rồi, đã ngồi chung một chiếc thuyền, vậy chúng ta nên quên hết chuyện cũ. Bọn ta làm việc cho người Hán, không phải làm việc cho hoàng thượng. Những chuyện xấu mà ngươi đã làm, bọn ta cả đời này cũng không quên. Vậy thì huynh cũng nên nhớ là chúng ta đã từng là bạn hữu. Đây cũng chính là chuyện ta muốn quên nhất. Cao Tiến Trung, ngươi đừng ở đây làm bộ làm tịch nữa. Ngươi hãy nhớ là quan hệ giữa ngươi và bọn ta chỉ là kẻ thù. Để phản thanh thành công, tất cả ân oán giữa bọn ta và ngươi nhất định phải tính rõ ràng. Đại sư huynh, chúng ta đi. Chi chồng huynh sẽ không hối hận. Hậu tới. Thái hậu Cát Tường.
hoàng thượng giá đáo. Thăm kiến hoàng thượng. Dạng tôi, dạng tôi, dạng tôi, dạng tôi. Các vị kỳ chủ bình thân. Tạ hoàng thượng. Hoàng thượng. Hoàng Ngạc Nương, mời. Dừng đi, ta thấy hình như không ổn. Chúng ta không đủ sức thì phải. Tôi cũng vậy, còn cảm thấy rất khát nước. Phải đó, tôi cũng khát nãy giờ rồi. Nhưng mọi người không nói cho nên tôi cũng không nói gì hết. Chúng ta chỉ mới đi một dặm đường thôi, không thể nào mệt nhanh như vậy được. Hơn nữa mọi người lại đồng thời khát nước, chắc chắn là có vấn đề rồi. Ây da, đau quá. Tôi cũng đau quá. Chúng ta đã trúng độc của Càn Long, trong đồ lúc nãy có vấn đề rồi. Thiên Cân, để sao vậy? Càn Long thật bỉ ổi. Hắn đã uống thuốc giải trước rồi. Lý nào là vậy? Tên cẩu hoàng giải đó lại dám hại chúng ta sao? Chúng ta tuy đã giải được độc, nhưng võ công tạm thời chưa thể hồi phục. Quân Thanh sẽ tới đây bất cứ lúc nào. Dưới ra chạy. Ở đây cứ để tôi lo. Tế Thiên, Thế Ngọc, đừng chạy nữa. Không được đâu sư bá, chạy đi. Không được đâu, hết cách rồi. Nếu còn chạy nữa thì sẽ hết hơi đó. Muốn đánh cũng đánh không nổi. Đừng ở đây nổi nóng nữa, chạy đi. Ta không chạy nữa, ta sẽ liều với bọn chúng. Thế Ngọc. Sư bá. Thế Ngọc, con hãy chạy đi. Con không đi. Được, chúng ta nợ máu trả máu. Sư phụ. Hiệu quan. Đại sư huynh. Hai người không sao chứ? Chúng tôi không sao. Không sao. Phải rồi, Thế Ngọc đâu? Đừng nói nữa, mau đi tìm hai người họ đi. Ừ, được, chúng ta đi. Thế Ngọc, con chạy trước đi. Ta không xong rồi. Con không đi. Muốn đi thì cùng đi. Thế Ngọc, con nghe ta nói, một mình con chạy vẫn còn cơ hội. Con mà đi với ta chỉ có đường chết thôi. Sư bá đừng nói nữa. Tóm lại muốn đi
thì phải cùng đi. Cũng tại con hại mọi người ra nông nỗi này. Nếu không phải con tên cẩu tặc Càn Long đó, chúng ta cũng sẽ không ra nông nỗi này. Thế Ngọc, con đừng tự trách mình. Nếu con nghĩ đó là đúng thì cứ tiếp tục làm. Tuy rằng người Hán chúng ta gặp nhiều tai họa, nhưng đây là công lao của người Hán chúng ta. Cho dù chúng ta chết đi, con cũng đừng đau lòng, bởi vì ta đã có thể thoát ly khổ ải. Con nên vui mừng mới phải. Danh cũng không còn, lợi cũng không, tạo hóa thế gian vô tiền hậu, người về đầu bạc, quay về núi, ngộ ra Phật pháp là chân tông. Đại Thanh mãi mãi trường tồn. Tế Thiên hoàn tất. Kỳ chủ Bắc Kỳ nghe lệnh, tức tốc trở về vị trí. Vì Mãn Châu Đại Thanh, đại nghiệp vạn thế thiên thu, cúc cung tận tụy, chết không từ nan, không được chậm trễ. Lùi xuống. Dạ. Hoàng Ngạc Nương, đại cục đã định, chuyện thiên hạ bây giờ đang nằm trong tay của Hài Nhi đây. Sư phụ, họ sẽ không sao chứ? Mong rằng Phật tổ phù hộ, hai người họ sẽ không sao. Chúng ta mau chóng về Thiệu Lâm. Vậy còn Thế Ngọc, chúng ta không đợi nó sao? Hiền Quang, con lo lắng tên cẩu hoàng đế đó sẽ phái binh tấn công Thiếu Lâm sao? Mọi người đi Thiếu Lâm tự trước đi, tôi sẽ ở đây chờ Thế Ngọc chút nữa. Các ngươi không cần phải chờ đâu, Phương Thế Ngọc đã chết rồi. Độc tính vẫn chưa hết, tôi vốn dĩ có thể giết chết huynh bất cứ lúc nào. Vậy sao ngươi còn không ra tay? Bởi vì tôi vẫn mãi coi huynh là huynh đệ, là bằng hữu tốt nhất. Nhưng ta chỉ coi ngươi là một con chó thôi, một con chó mãn thành. Tôi chỉ có thể thả huynh một lần. Huynh và bọn họ tốt nhất hãy tìm một nơi ẩn cư, sau này đừng xuất hiện nữa. Không cần thiết phải làm như vậy. Ngươi làm như vậy chẳng qua chỉ là muốn lương tâm của mình thoải mái chút thôi. Dân số phản thanh đã tận rồi, Thiếu Lâm tự cũng khó thoát đại nạn. Tất cả những kẻ phản thanh đều phải chết. Tên cẩu hoàng đế đó dám sao? Người kêu hắn đừng có quên, cha của hắn vẫn còn ở Thiếu Lâm tự. Hoàng thượng là người làm đại sự, gặp Phật giết Phật, cũng tức là gặp cha cũng sẽ giết cha. Đừng lên Thiếu Lâm tự nộp mạng dù ít nữa. Hi Quang, đây cũng là lời khuyên cuối cùng tôi dành cho huynh.
Đừng rút, con mà rút ra thì sẽ mất mạng. Đừng rút, con vẫn còn cơ hội. Sư ba, người muốn ăn thịt chó không? Thế Ngọc, mấy chuyện mất mặt đó đừng có nhắc tới nữa. Bây giờ ta đã là đệ tử Phật môn chân chính. Phải rồi, Phật gia trưởng của con luyện tới đâu rồi? Người còn nói con luyện cỡ nào cũng thấy vô dụng thôi. Thế Ngọc, con đừng trách ta. Từ trước giờ không nói với con là bởi vì Phật gia trưởng lực sát thương quá lớn, sát khí quá nặng. Mỗi khi xuất chiêu nhất định phải niệm pháp hiệu, làm vậy uy lực của Phật gia trưởng mới có thể phát huy hết. Con đã hiểu chưa? Con có một chuyện này chưa nói với người. Thực ra ở Thiếu Lâm Tự, người con sùng bái nhất chính là người sự tùy tiện của người, sự ngang ngược của người con đều học được hết rồi. Chúng ta ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Tới đây mình giết thêm một tên. Thế Ngọc! Dạ sư huynh. Sư huynh! Sư huynh! Thế Ngọc! Thế Ngọc! Con đừng dọa mẹ mà! Sư bá! Sư huynh! Sư huynh! Thế Ngọc! Thế Ngọc con sao rồi? Thế Ngọc vô dụng, không cứu được tam giới sư bá. Sư huynh! Đều là lỗi của Tam Đức, lỗi của Tam Đức, lỗi của Tam Đức. Thế Ngọc, con sao rồi? Mẹ sẽ giúp con cầm máu.